Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Cua Vlog 61 nha. Thì hiện tại mình đang có mặt tại cửa hàng Honda Giáp Bình Dương chi nhánh số 1 nha mọi người. Ở đây là bên hông cái cửa hàng nè. Thì bên hông cửa hàng chi nhánh số 1 này có cái cửa hàng xe cổ á. Những ai mà xem kênh của mình á chắc chắn là đã biết rất là nhiều về cửa hàng này rồi, cũng như địa chỉ ha. Còn những ai mà mới xem kênh mình lần đầu tiên á mà không biết cái địa chỉ cửa hàng thì mình có thể lên trên bản đồ mình tìm là vòng xoay An Phú hoặc là cửa hàng Honda Giáp Bình Dương chi nhánh số 3, thì nó sẽ hiện ra cho mọi người ha. Thì cửa hàng mình nó 5 tầng, đứng từ ở dòng xe An Phú mọi người sẽ thấy cái tòa nhà 5 tầng rất là cao đó. Rồi thì hôm nay mình sẽ đem đến cho mọi người á một video clip về cái dòng XHY ha. Và báo cho mọi người một tin luôn là hiện tại bên cửa hàng mình vừa về được khoảng 3 tới 4 con XHY mà còn mới hơn ha, chưa đổ xăng luôn. Đầu số 109. Đấy. Những ai mà muốn mua cái dòng XHY đó thì hãy liên hệ với mình qua số điện thoại bên góc trái màn hình. Mình sẽ báo giá hoặc là nhắn tin Zalo cũng được, mình sẽ báo giá ha. Cũng như là chỉ cho mọi người cái đường đi nên để vào xem cửa hàng trực tiếp luôn. Đây, thì trước mặt các bạn đây á là mình sẽ đem đến cho mọi người cái dòng XHY đã qua sử dụng rồi. Cái dòng mà chưa sử dụng á thì được đóng thùng gỗ ở trong kia nên là mình không quay được. Mọi người có thể xem cái dòng đã sử dụng rồi ha. Có một số người ta thích mua dòng đã sử dụng rồi hoặc là chưa sử dụng cũng có ha. Nhưng mà bữa nay quay review chiếc đã sử dụng rồi đi ha. Rồi, báo giá trực tiếp cho mọi người luôn. Chiếc đã sử dụng này rồi có mức giá là 255 triệu ha. 255 triệu. Và bên mình bao rút hồ sơ cho mọi người luôn. Bao rút hồ sơ đó. Xe bảo đảm cho mọi người ha. Tiền nào thì của đó. Giá nó mắc thì chất lượng nó cũng phải đi theo với cái giá tiền đó. Còn các bạn muốn rẻ thì các bạn lên trên Sài Gòn á, những cửa hàng nhỏ nhỏ là bán XHY rất là nhiều đó, các bạn phải lựa chọn ha. Mà không biết nồi niêu son chảo hay sao thôi. Còn bên mình bảo đảm các bạn là còn zin ha, không đụng vô máy móc gì hết. Các bạn có thể thấy nè, cái nào cái đèn, cái kiến đèn nó đã hơi bị mờ mờ, ngày ngày mờ mờ rồi. Đó là bên mình cũng không thay, nếu mà bên mình dọn lại là mình sẽ thay cho nó trắng trong loại kiến khác, không còn zin nữa. Thì cái đó đẹp thì bán giá cao hơn cũng được, nhưng mà bên mình không có giấy dọn vậy ha. Xe một lát có chỗ nào chạy mình sẽ quay cho mọi người xem luôn. 255 triệu. Đây. Đây là phần lớp nè, mâm nè. Mọi người thấy nhìn ha. Đó. Xe rất là đẹp luôn. Nên đây. Đây là phần đĩa. Đó, mọi người nhìn nha. Mình quay từ từ cho mọi người xem luôn. Lớp trước là 100 ha mọi người. Đó. Dàn áo xe nè. Đây mình coi số km trước nha. Thì hiện tại xe này đi được là 7.277 km rồi. Đó. Mọi chức năng trên xe đều sử dụng được hết ha, nhưng mà hiện tại là chưa có bình nên là mình không thể nào mà test cho mọi người được. Thì mọi người coi chiếc xe này mà thấy ưng thì mình lên đây trực tiếp mình xem xe đi. Rồi nếu mà ưng á thì mình sẽ kiểm tra hết bề ngoài nó tất cả rồi. Ok ưng hết thì mình sẽ lắp bình cho mọi người kiểm tra những chức năng của xe. Rồi ngay tiếng máy. Đó. Để mọi người cứ yên tâm vấn đề đó ha. Càng còi đèn xi nhan này nọ kiểu. Này. Dàn áo đây mình sẽ quay những nơi chạy cho mọi người xem ha. Đây. Chạy như thế này á thì khi mọi người mua á bên mình là không đánh cà na gì hết trơn nha. Không làm dọn gì hết, không sơn gì hết. Nên khi mọi người mua á mà đã ưng chiếc xe này bên mình sẽ đánh nano lại cho mọi người cho nó trắng bóng đẹp hơn ha. Đó, mọi người cứ yên tâm vấn đề này ha. Xe này có dán keo nha mọi người. Cái này, xe này không có dán keo, không có dán keo. Bụi. Lại đậu ngoài nó hơi bụi. Đó, đây. Đó, chạy ha. Chạy nè. Thì bên mình đánh nano lại cho các bạn. Đó. Rồi xe này để mình coi đầu số bao nhiêu ha. Xe này đầu số của nó là 109KF, là xe 150 phân khối. Đầu 109 là đời 2011 ha mọi người, 2011. Đó, mình quay đầu cho mọi người xem nha. 109 2011. Lớp là đun lớp. Lớp sau là 120. Số khung, số sườn, số máy này nọ kiểu là quay hết cho mọi người xem ha. Đó. Mọi người cứ yên tâm về vấn đề chất lượng bên mình. Bên mình là bán xe bao chất lượng cho mọi người luôn. Bao rất hồ sơ. Còn cái phí đăng ký nha mọi người. Phí đăng ký thì
mọi người chịu ha. Bên mình có thể đăng ký giùm cho mọi người được, nhưng mà mọi người phải chịu cái số tiền chi phí đó. Biển số Đồng Nai ha. Xe là không có fix được ha mọi người, không có giảm bớt được 100 hay 200 ngàn luôn. Xe là giá cứng ngắc luôn. Xe này mình nói cho mọi người biết luôn là thế này. Xe là của ông sếp, ổng sưu tầm những cái dòng xe cổ rất là nhiều, mấy năm trời rồi mới được cái dàn xe cổ như thế này. Nhưng mà hiện tại là không có thời gian để chăm, không có thời gian để chăm, cũng như là không có thời gian để, không có chỗ mà để nữa. Nên là mới bán bớt, chia sẻ bớt cái niềm đam mê của ổng cho những người khác. Nên là cái giá ổng bán á, được giá, được thấy danh giá ổng đưa ra được thì ok mua, chứ không có giảm luôn các bạn. Mình nhân viên bán hàng thôi, nhiều khi mình muốn giảm cho mọi người cái giá rẻ lắm, nhưng mà thật chất là không có giảm được ha. Đây 255 triệu ha, đây phần cốp đây, cốp xe đây đó, giấy tờ gì đó, giấy tờ gì đây nè, xăng, nắp bình xăng đó. Thì những ai mà quan tâm cái dòng xe này á, thì mình có thể liên hệ vào số điện thoại của mình ở bên góc trái màn hình ha. Nó thác ý rồi, nói là rất là sang rồi. Đây quay xa tổng thể cho mọi người xem nè. Thực chất là mua chiếc HX này á, đi nó còn rất là ok hơn cả SH Việt Nam luôn mọi người ha. Những cái xe tay ga Việt Nam, SH Việt Nam này nọ luôn, bao nhiêu năm rồi mà nó vẫn còn rất là đỉnh ha, vẫn còn rất là sang trọng. Cứ ra ngoài đường mình đi HX một cái là nhìn ai cũng thấy là mình rất là đẳng cấp và sang trọng luôn đó. Quay chi tiết cận cảnh cho mọi người xem. 255 triệu, tất cả những cái chức năng đèn còi, đèn bóng đèn nó đều sử dụng được hết. Xe này từ là tự tay giám đốc ổng lựa từng chiếc một các bạn, lựa từng chiếc một ha. Còn cái chiếc SH mà chưa đổ xăng á, mọi người muốn mua thì cứ liên hệ với mình luôn, mình sẽ báo giá cho mọi người sau. Cũng đời 109, đời năm 2011 luôn ha. Đó. Cái con màu trắng, trắng mặt nạ đen này nè, là rất là nhiều người đi luôn, rất là nhiều lựa chọn. Thì ngoài ra những cái chiếc SH ý màu trắng thế này, bên mình còn những cái dòng như là BF, Đi Lăng, rồi SH phân bầu cuối 28 đó, màu xanh, màu đỏ này nọ cũng có, 125 phân khối cũng có luôn. Thì mọi người muốn mua xe thì cứ xuống đây mình xem một lượt ha, ưng chiếc nào thì mình lụm chiếc đó, tùy vào nhu cầu sử dụng của mình thôi ha. Rồi thì cũng cảm ơn tất cả mọi người đã xem kênh Cua Vlog 61 nha. Nếu mà mọi người muốn mua xe hay thắc mắc vấn đề gì thì cứ gọi điện thoại trực tiếp cho mình đó. Còn không thì lên trực tiếp cửa hàng luôn mình xem. Bên mình sẽ bao rút hồ sơ cho mọi người. Còn cái vấn đề mà đăng ký thì mọi người hãy chịu chi phí ha. Và bên mình sẽ vận chuyển mọi miền Tổ quốc luôn, vận chuyển mọi miền Tổ quốc luôn ha các bạn đó. Mọi người lại xem cái phí vận chuyển thì mọi người phải chịu ha, phí vận chuyển mọi người chịu nha. Bên mình không có chịu phí vận chuyển cho mọi người đâu đó. Khá là đẹp luôn. Đây tổng thể chiếc xe một lượt nữa, một tổng thể chiếc xe mọi người nhìn ha. Đi xe này phải nói là auto có bạn gái luôn, auto có bồ luôn mà. Con gái đi thì sang, con trai đi thì có bồ. Rồi thì video cũng khá là dài rồi. Cũng cảm ơn tất cả mọi người đã xem kênh Cua Vlog 61 nha. Video mình xin phép được kết thúc tại đây. Chúc mọi người có một buổi xem video thật là vui vẻ. Có thắc mắc vấn đề gì cứ liên hệ và trực tiếp vào số điện thoại 0909960672. Mình tên là Phương ha. Muốn mua SH đã qua sử dụng hay là SH ý đã chưa đổ xăng, bên mình có tất cả. Bentley cũng có nè, CD nè, DD nè, Cup nè, Custom nè, đó cái gì cũng có hết. Xe toàn là xe cộp không ha. Đó. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo nha. Bye bye.